Siêu toàn thể bác anh em nhé. Trong ngày hôm nay thì lại tiếp tục lên cho bác những cái dòng sản phẩm bốt Hồng Kông series 3 3.1. Ngày hôm nay thì lại tiếp tục lên cho bác là duy nhất một đôi, còn duy nhất một đôi hàng bát tép xanh bộ đội. Dòng này thì các bác là mà có biết và tham khảo những cái dòng sản phẩm bốt Hồng Kông mà dòng bát tép xanh bộ đội này, các bác có thể biết cái giá trị hiện tại của nó bây giờ khá là cao, và cũng như là cái chất âm của nó được đánh giá cực kỳ tuyệt vời so với những dòng sản phẩm hàng chuẩn Mexico các bác nhé. Đấy, những dòng sản phẩm mà hàng bát tép xanh bộ đội, hàng chất lượng này ấy, bốt Hồng Kông, gỗ lạng, thì cái chất âm của nó thì nó phải tương đương với cái dòng sản phẩm bốt Mexico, nó phải rơi tầm khoảng 70-75% trên 100% các bác nhá. Nó phải được khoảng tầm 70-75% đấy, so với cái dòng sản phẩm bốt Mexico. Cái chất âm của nó nghe nhạc cái trong cái phân khúc tầm tiền hiện tại giờ ngoài thị trường họ đang giao bán khoảng tầm 3,5-3,7 triệu một đôi đấy, nó giao động khoảng tầm đấy. Đấy, có những nơi ví dụ mà rẻ rẻ một chút thì nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 3,3-3,4 triệu là cái mức giá là đã có ship các bác nhá. Còn những nơi thì cũng rơi vào tầm khoảng 3,7 triệu mới có là đã bao ship, mức giá khá là cao so với ở ngoài thị trường. Nhưng mà dòng này thì cách đây khoảng một vài tháng thì bên em vẫn để cái mức giá limit nó rơi vào khoảng tầm là 3,1-3,2 triệu là bao ship. Nhưng mà đợt này thì chỉ còn duy nhất một đôi thôi trong kho, thì đợt này thì chưa lọc ra được, nhưng mà hiện tại ngoài cửa hàng thì còn một đôi. Đấy, thanh lý lốt toàn thể các bác, mức giá cực kỳ là mềm luôn, 2,9 triệu đồng các bác nhá, 2,9 triệu bao ship cho các bác luôn, và chỉ còn duy nhất một đôi này thôi, hàng bát tép xanh một đội. Đấy, dòng này thì cái chất âm của nó thì bên em phải khẳng định với toàn thể các bác luôn là cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, cái nghe cái tiếng tép và cái tiếng bát của nó nghe rất là đã tai luôn. Nếu các bác nghe nhạc trong khoảng tầm 15-20 mét vuông ấy thì các bác chơi cái dòng sản phẩm bốt Hồng Kông series 3 3.1 này, nghe nhạc hàng bát tép xanh các bác nhé, nghe nhạc thì cực kỳ tuyệt vời. Dòng này thì bên em cũng đã phân phối cho các bác những cửa hàng bán lẻ rồi. Đấy, các bác nhập về những dòng sản phẩm này bán rất là chạy luôn. Riêng dòng này giá của nó thì cũng khá là mềm thôi so với dòng sản phẩm này gỗ lạng các bác nhé. Đấy, và bên trong nội thất ruột gan của nó thì vẫn là phân tần bóng thôi, phân tần bóng dẹt trở sâu tụ vàng Mexico. Đấy, và những cái dòng sản phẩm hàng này thì hàng chất lượng ấy, thì những cái phần trong các bác nhận dạng rất là dễ luôn, bông tiêu âm các thứ này, và cũng như là những cái sơ đồ bảng mạch của nó ở dập ở bên trong cái phần thùng loa này, ở những cái con tem bốt này, các bác nhìn nó cực kỳ sắc nét. Và đặc biệt ấy, cái riêng cái dòng này thì rất dễ nhận dạng ở cái phần tụ vàng Mexico này và trở sâu phân tần bóng. Đấy, và bát tép của nó ngay bên ngoài thì các bác đã nhìn nó khác biệt hoàn toàn so với cái dòng giá rẻ rồi. Đây các bác, cho các bác nhìn trực tiếp cái dòng giá rẻ nhé. Giá hiện tại ngoài thị trường khoảng 1,9-2 triệu. Đấy, các bác nhìn này, nó khác biệt hoàn toàn luôn, kể cả cái phần bên ngoài của nó này, ở những cái phần gỗ các thứ của nó nhìn nó khác biệt hoàn toàn luôn. Đấy, những dòng sản phẩm giá rẻ thì nó là dán gỗ, là gỗ dán thôi nhé. Như riêng dòng này thì nó là hàng chất lượng rồi. Đấy, hơn 3 triệu. Đấy, con này thì nói chung là bên em bắt, bên nhân viên bắt vào nó bắt lệch, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì các bác nhé, không ảnh hưởng gì cả. Đấy, tại vì ở cái phần bên này nó có mút rồi. Đấy, không sao cả. Đấy, các bác nhìn nhận dạng những cái con bốt Hồng Kông series 3 3.1 hàng bát tép xanh bộ đội thì rất dễ nhận dạng luôn. Ở bên trong nội thất của nó và bên ngoài cũng rất dễ, cực kỳ dễ nhận dạng. Cái phần hoàn thiện của nó này, đấy, những cái phần hoàn thiện này, các bác nhìn này. Đấy, cái phần bát này, rốn này. Đấy, và đây, cho các bác nhìn thực tế luôn. Đấy, và cái phần đằng sau của nó đây, các bác nhìn nhá, những cái phần màng nó được dập những cái dãy số này. Đấy, phần từ của nó này, dây là dây đồng cuốn lõi một các bác nhá, dây đồng cuốn lõi một. Đấy, tem vàng. Đấy, nhẹn này, nhìn cực kỳ tuyệt vời luôn. Những dòng này thì các bác về mua về để ví dụ không gian nhỏ, ví dụ phòng riêng tư của các bác thì các bác có thể làm những đôi loa nghe nhạc thì quá đẳng cấp rồi. Mà giá thì hiện tại bên em để cái mức giá duy nhất một đôi thôi, 2,9 triệu bao ship được quá. Đấy, đây, tép của nó này, từ cái xương xiếc các thứ của nó nhá, nó đều là xanh bộ đội hết cô nhá. Đấy, đều là xanh bộ đội hết. Những cái hàng ví dụ như kiểu là nó giả xanh bộ đội ấy, thì các bác nhìn nó khác biệt hoàn toàn luôn. Riêng cái dòng này nhá, các bác nhìn cái lớp sơn của nó này, lớp sơn này. Đấy, và cả cái phần trên màng của nó đấy, nhìn nó khác biệt hoàn toàn rồi. Đấy, nên các bác rất dễ nhận dạng kể cả ở phần bên ngoài đối với những dòng sản phẩm này. Đấy, nên các bác nào quan tâm thì nhanh tay liên hệ của bên em nhé, số lượng chỉ còn duy nhất một đôi thôi. Đấy, và ở những cái dòng sản phẩm này thì bên em nhập về đợt này khá là ít, khá là khan hàng, thế nên là bên em chưa nhập về được để phục vụ toàn thể các bác. Tại vì đợt này cũng khá là nhiều các bác hỏi cái dòng sản phẩm bát tép xanh này,
Đấy, mặc dù cái mức giá của nó so với cái dòng giá rẻ thì nó cao hơn khoảng tầm gấp đôi, cao gấp đôi so với cái dòng hàng giá rẻ. Nhưng mà riêng cái chất âm của nó thì ăn đứt luôn các bác nhá, riêng chất âm của nó ăn đứt luôn. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Làm những đôi loa trợ lời thì cái tiếng tép của cái dòng này cũng rất là sáng. Em phải khẳng định toàn thể bác luôn là như vậy. Nên các bác quan tâm thì có thể nhanh tay liên hệ qua bên em. Số điện thoại là 0366 417 927 các bác nhá. Và duy nhất chỉ có một cặp thôi. Duy nhất chỉ có một cặp thôi. Đấy. Phần xung quanh nó này. Đấy. Cái phần này phần đít các bác nhá. Đấy. Xung quanh này. Đôi này thì nói là chung là khá tương đối thôi. Chỉ còn duy nhất một đôi thôi. Các bác nào quan tâm thì cứ liên hệ nhé. Và xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác video lần sau. Xin chào toàn thể các bác.